Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào sáng 3 tháng 4, một trận động đất có độ lớn 7,5 đã xảy ra ở khu vực ngoài khơi đảo Okinawa, Nhật Bản, ở gần Đài Loan, Trung Quốc, tâm chấn nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, tại các khu vực thuộc đảo Yonaguni, Cấp độ địa chấn được ghi nhận ở mức độ 4 theo thang đo của Nhật Bản, trong khi tại các đảo Ishigaki, Iriomote, Kuro, Haterima ở thị trấn Taketomi là cấp độ 3. Ngoài ra, ở thành phố Miyakoshima và đảo Tajama cũng xảy ra các cơn chấn động với mức độ địa chấn cấp 2 được quan sát thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, một trận động đất có độ lớn 5 được quan sát thấy ở tỉnh Okinawa kể từ sau trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn xảy ra gần đảo Izo Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần ở hàng loạt các khu vực Miyakoshima, Yaeyama của tỉnh Okinawa và khu vực đảo chính Okinawa. Độ cao của sóng thần dự kiến là 3 mét ở khu vực Miyakoshima, Yaeyama và khu vực đảo chính Okinawa. Tùy thuộc vào vị trí, sóng thần có thể đạt tới độ cao lớn hơn độ cao quan sát được trên máy đo thủy triều. Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân, ngay thời điểm hiện tại cần theo dõi các thông tin liên quan tròn đồng đất trên đài phát thanh, điện thoại di động, di chuyển nhanh đến những khu vực cao, đồng thời cẩn trọng với khả năng xảy ra lỡ đất và sập nhà do các dư chấn sau đó. Trước đó, một cơn sóng thần cao 30cm đã được quan sát thấy trên đảo Yonaguni. Sau đó, một cơn sóng thần khác cũng được xác nhận xảy ra tại đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa với độ cao tương tự và nhiều nơi khác tại đảo Yonaguni và đảo Miyako. Chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng thành lập văn phòng liên lạc văn phòng thủ tướng tại Trung tâm Quản lý Khủng hoảng để thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tòa thị chính Yonaguni kêu gọi người dân sơ tán đến địa điểm an toàn và nhân viên cũng bắt đầu sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trong khi đó, Sở Cứu hỏa thành phố Ishigaki Tỉnh Okinawa cũng kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán thông qua đài phát thanh hành chính phòng chống thiên tai. Kể từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 4, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo để giải thích những lưu ý liên quan đến cảnh báo sóng thần và các cơ chế động đất khác nhau.